Trên thế giới, Nga tuyên bố hạ hơn 600 lính Ukraine nhưng tại hiện trường không có dấu hiệu thương vong. Thụy Điển nói Thổ Nhĩ Kỳ sách nhiễu chuyện vào NATO. Quốc hội và dinh tổng thống Brazil bị tấn công. Công chúa Thái Lan bất tỉnh sau nhiều tuần ngã quỵ, đe dọa việc thừa kế ngai vàng. Tại Trung Quốc, 19 người tử nạn trên đường đến lò hỏa táng. Tại Việt Nam, gần 900 người xuất nhập cảnh qua Móng Cái trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa. Các trường đại học vẫn được xét tuyển sớm. Hà Nội lại thí điểm giao thông mới tại ngã tư Sở, Sài Gòn bắn pháo hoa tại 6 điểm. Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam tia cực tím ở mức gây hại cực cao. Chào mừng quý vị đến với chương trình cập nhật các vấn đề trong nước và quốc tế với những tin tức ngắn gọn, thuận tiện cho quý vị bao quát thông tin diễn biến một cách nhanh chóng và thiết thực nhất. Nguyên Ngọc xin được kính chúc quý vị mạnh khỏe để bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng và cùng theo dõi tin thế giới đầu tiên ngay sau đây liên quan đến trận chiến Nga và Ukraine. Nga tuyên bố hạ hơn 600 lính Ukraine nhưng tại hiện trường không có dấu hiệu thương vong. Vào ngày 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo mở đợt tập kích bằng tên lửa vào vị trí của quân đội Kiev ở hai ký túc xá tại tỉnh Donetsk, sau đó cho biết đã hạ hơn 600 binh lính Ukraine. Theo tuyên bố trên, vụ tấn công nhằm trả đũa vụ pháo kích vào ngày 1 tháng 1 của Ukraine khiến cho Nga thiệt hại lớn về người. Tuy nhiên, một nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết, tại hiện trường không có dấu hiệu thương vong rõ ràng cũng như các tòa nhà đều không bị phá hủy. Thêm vào đó, cũng không có bằng chứng nào cho thấy các binh sĩ đã sống ở hai ký túc xá khi Nga tấn công. Nếu thông tin phía Nga đưa ra là sự thật, đây sẽ là tổn thất lớn nhất của quân đội Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Theo Reuters, Ukraine được cho là đã dừng việc tập trung binh lính gần nhau trong các cơ sở đơn lẻ sau vụ tấn công của Nga hồi tháng 3 khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Chuyển sang một diễn biến tại chính trường châu Âu, vào ngày 8 tháng 1, phát biểu tại một hội nghị quốc phòng, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson nhận định Thổ Nhĩ Kỳ đang đòi hỏi quá nhiều về việc gia nhập NATO của nước này. Ông Kristersson cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chúng tôi đã thực hiện những gì chúng tôi thông báo sẽ làm. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu những thứ mà chúng tôi không thể và không muốn làm cho họ. Ông nói rằng những yêu cầu mà Thụy Điển không thể hoặc không muốn thực hiện nằm ngoài phạm vi của thỏa thuận ba bên. Vào tháng 5 năm ngoái, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối quyết định này và cáo buộc hai quốc gia Bắc Âu từ chối dẫn độ một số cá nhân bị Ankara coi là khủng bố. Để có thể gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển đã có nhiều nhượng bộ trước Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 6, ba nước đã ký thỏa thuận, trong đó hai nước Bắc Âu cam kết giải quyết các đề nghị của Ankara về trục xuất và dẫn độ nghi phạm khủng bố, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Hiện tại, chỉ có Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ trong số 30 quốc gia thành viên NATO chưa chấp thuận đơn xin gia nhập khối của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, Hungary cho biết sẽ sớm thông qua đề nghị này. Quốc hội và dinh tổng thống Brazil bị tấn công. Vào ngày 8 tháng 1, những người ủng hộ cựu lãnh đạo Brazil, ông Jair Bolsonaro đã tràn vào quốc hội, dinh tổng thống và tòa án tối cao của nước này gây ra cảnh náo loạn. Đương kim Tổng thống Luiz Silva, người đã đánh bại ông Bolsonaro trong một cuộc bầu cử căng thẳng hồi năm ngoái, đã ban bố lệnh tăng cường an ninh tại thủ đô Brasilia đến ngày 31 tháng 1, sau khi lực lượng an ninh tại nơi đây ban đầu bị nhóm người áp đảo. Hàng loạt video cho thấy đám đông khổng lồ ở Brasilia tràn trên con đường hướng đến tòa nhà quốc hội. Họ đã tới được phòng xanh, nằm bên ngoài Hạ viện, theo Chủ tịch Thượng viện lâm thời. Một số video khác cho thấy những người ủng hộ ông Bolsonaro xông vào tòa án tối cao và dinh tổng thống. Bên trong, những người biểu tình dựng rào chắn bằng những đồ nội thất để ngăn cản cảnh sát tiến vào. Global News đưa tin, khoảng gần 3 tiếng sau khi có báo cáo ban đầu về hỗn loạn, lực lượng an ninh đã chiếm lại được 3 tòa nhà. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục người gây bạo loạn bị còng tay dẫn đi. Trong một cuộc họp báo, ông Lula đã đổ lỗi cho người tiền nhiệm Bolsonaro và phàn nàn về tình trạng thiếu an ninh ở thủ đô. Trước đó, vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái, ông Bolsonaro đã bay tới Mỹ 48 tiếng trước khi kết thúc nhiệm kỳ và vắng mặt trong lễ nhậm chức của người kế nhiệm Lula. Công chúa Thái Lan bất tỉnh sau nhiều tuần ngã quỵ, đe dọa việc thừa kế ngai vàng. Vào ngày 8 tháng 1, Hoàng gia Thái Lan cho biết công chúa Barakitiyaha, 44 tuổi, vẫn bất tỉnh sau khi nhập viện vào ngày 15 tháng 12. Bà là con gái của vua Thái Lan Javalongkorn,
một trong ba người con có tước hiệu chính thức và là người có khả năng thừa kế ngai vàng cao nhất. Trước đó, cung điện cho biết công chúa đã bất tỉnh trong buổi huấn luyện quân khuyển tại một tỉnh ở phía bắc của thủ đô Bangkok. Nguyên nhân bà ngã quỵ được cho là do rối loạn nhịp tim nghiêm trọng sau khi nhiễm khuẩn Mycoplasma. Hoàng gia Thái Lan nói rằng hiện tại các bác sĩ đã tiếp tục cung cấp thuốc và sử dụng thiết bị hỗ trợ chức năng tim, phổi, thận cũng như sử dụng thuốc kháng sinh trong khi theo dõi chặt chẽ tình trạng của bà. Những ngày gần đây, khắp Thái Lan đã diễn ra hàng loạt các hoạt động và lễ cầu nguyện để cầu mong cho công chúa Bà Hà của họ mau chóng hồi phục. Chuyển qua tình hình tại Trung Quốc, 19 người tử nạn trên đường đến lò hỏa táng. Theo Reuters dẫn tin truyền thông Trung Quốc cho biết, vào ngày 8 tháng 1, một vụ tai nạn ở tỉnh Giang Tây thuộc miền đông nước này đã khiến cho 19 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1 giờ đêm theo giờ địa phương tại huyện Nam Sương khi một chiếc xe tải đâm vào một đám tang. Một nhân chứng tại đây cho hay, hơn 60 người đang đi bộ dọc bên lề đường đến lò hỏa táng thì bị chiếc xe tải tông phải. Vợ anh đã thiệt mạng, còn anh thì bị thương ở chân. Người này xác nhận rằng trời không có sương mù khi vụ việc xảy ra. Sau đó, vào 7 giờ sáng, Cảnh sát Giao thông quận Nam Sương đã đăng tải trên nền tảng Weibo chính thức của mình rằng một số khu vực đang gặp tình trạng sương mù dày đặc. Thông báo của cảnh sát nêu rõ, điều kiện thời tiết sẽ cản trở tầm nhìn của các phương tiện di chuyển trên đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trước đó, vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, một người đã thiệt mạng khi hơn 200 xe cộ các loại đã va chạm vào nhau trong một vụ tai nạn liên hoàn trên cây cầu ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc trong sương mù dày đặc. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. Gần 900 người xuất nhập cảnh qua Móng Cái trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa. Thông tin trên do Ban Quản lý Cửa khẩu Móng Cái cho biết vào chiều ngày hôm qua ngày 8 tháng 1. Tính đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất cảnh cho 860 người Trung Quốc, nhập cảnh cho 20 người Việt. Chính quyền thành phố cho hay, trong ngày, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu diễn ra từ 8 đến 16 giờ, theo quy định như sau. Bỏ xét nghiệm PCR với người nhập cảnh từ Trung Quốc, chỉ cần khai báo sức khỏe hợp lệ và không cần cách ly. Trường hợp khai báo không hợp lệ, có sốt, sẽ xét nghiệm kháng nguyên. Nếu dương tính, có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng thì có thể cách ly tại nhà hoặc tự điều trị. Với người Việt nhập cảnh vào Trung Quốc, cần có xét nghiệm PCR âm tính trong 48 giờ, không cần xin mã sức khỏe, điền kết quả xét nghiệm vào thẻ xin mã. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 8 tháng 1, thì có 209 phương tiện với gần 2.700 tấn hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản, thủy sản. Với hàng nhập khẩu, có 76 phương tiện chở 233 tấn hàng, chủ yếu là tiêu dùng và vải may mặc. Liên quan đến vấn đề tuyển sinh năm 2023, vào ngày hôm qua tại Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2023, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, thông tin các trường không được xét tuyển sớm là không chính xác. Bà Thủy cho hay, trong hội nghị tổng kết năm có khuyến cáo các trường không cần tuyển sinh sớm nếu không cần thiết và nếu vẫn sử dụng kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, theo các quy chế, các trường hoàn toàn có thể tổ chức xét tuyển sớm bình thường. Việc cung cấp thông tin cho các thí sinh khi xét tuyển xong chỉ là tạm thời hoặc trúng tuyển có điều kiện. Thí sinh dù hoàn thành kỳ tuyển sinh sớm cũng không có nghĩa là đã được nhận chính thức. Các em vẫn cần hoàn thành các thủ tục đúng quy định. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, năm 2023 tiếp tục áp dụng các quy chế và quy trình giống như năm 2022. Tất cả nguyện vọng đều phải đăng ký lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Dù được đăng ký không giới hạn và nhiều trường, nhiều ngành, tuy nhiên, theo bà Thủy, thí sinh không nên đăng ký quá nhiều, nhất là khi đã được cung cấp thông tin tuyển sinh, định hướng, định hình về nghề nghiệp. Tháng 2 tới, Bộ sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2023 để thí sinh trúng tuyển có thể nhập học vào tháng 9. Chuyển qua một số thông tin đáng chú ý khác, Hà Nội tiếp tục thí điểm phân luồng giao thông mới tại nút giao ngã Tư Sở. Trong một bài viết đăng vào sáng ngày hôm nay ngày 9 tháng 1, tờ Vietnamnet cho hay, tại thành phố Hà Nội trong hơn 30 điểm ùn tắc giao thông, nút giao ngã Tư Sở, Láng, Trường Chinh luôn là điểm nóng gây bức xúc cho người dân, dù điểm này đã được đầu tư khá đồng bộ về hạ tầng, cầu vượt, hầm, đường trên cao và nhiều lần điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Vào giờ cao điểm hay bất cứ khung giờ nào khác trong ngày, những ngả đường hướng về nút giao thông luôn trong tình trạng căng thẳng do mật độ phương tiện quá cao. Trên đường Nguyễn Trãi, đầu cầu vượt ngã Tư Sở hướng vào nội thành,
sáng nào cũng bị ùn tắc kéo dài hàng trăm mét. Trên đường Trường Chinh và đường Láng, gần nửa năm qua, ngành giao thông đã bịt các lối đi thẳng dưới gầm cầu hướng từ Nguyễn Trãi, Tây Sơn. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc không được cải thiện nhiều, đặc biệt là trên đoạn Trường Chinh hướng về ngã tư Sở. Người điều khiển ô tô, xe máy luôn giành nhau từng chỗ để thoát cảnh ùn tắc. Sau 2 lần điều chỉnh không thành và ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải lại thí điểm phân luồng tại nút giao thông này. Theo đó, các phương tiện từ đường Láng không được rẽ trái vào đường Tây Sơn mà phải đi thẳng sang đường Trường Chinh, sau đó mới được quay đầu. Dưới gầm cầu ngã tư Sở, theo hướng từ đường Trường Chinh đi Nguyễn Trãi, phương tiện cũng bị cấm rẽ trái. Các phương tiện từ Nguyễn Trãi phải rẽ phải về đường Trường Chinh mới được quay đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc tổ chức giao thông ở Hà Nội thường mang tính cục bộ, chỉ tập trung vào các điểm đen ùn tắc mà chưa có giải pháp tổng thể cho cả khu vực. Dòng phương tiện không được phân luồng từ xa, đổ dồn khiến cho nút giao ngã tư Sở luôn ùn tắc. Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 6 địa điểm. Vâng thưa quý vị, thông tin do ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết vào sáng ngày hôm qua ngày 8 tháng 1. Theo đó, vào đúng thời khắc giao thừa vào ngày 22 tháng 1, tức là ngày mùng 1 Tết Quý Mão, pháo hoa được bắn trong 15 phút. Trong đó có một điểm tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và 5 điểm tầm thấp tại thành phố Thủ Đức, quận 11 và 3 huyện Cần Giờ, Củ Chi và Bình Chánh. Trong 2 năm qua, Sài Gòn không bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng dịch COVID-19. Tết dương lịch vừa qua, thành phố đã bắn ở 2 địa điểm. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 1 tại Hà Nội, giới chức thành phố thông báo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán với 31 điểm ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn đều ở Hồ Gươm. Với thời gian tương tự như ở Sài Gòn, trong 31 điểm bắn của Hà Nội có 7 điểm tầm cao kết hợp với tầm thấp, 24 điểm tầm thấp. Năm 2020, Hà Nội chỉ tổ chức bắn ở một địa điểm là Công viên Thống Nhất và tường thuật trên truyền hình thành phố. Vào Tết năm 2021, Hà Nội định thực hiện như 2020 nhưng sau đó lại hủy để phòng dịch. Và tin cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay là thông tin về dự báo thời tiết. Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam tia cực tím ở mức gây hại cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày hôm nay miền Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng cao nhất trên 25 độ. Một số vùng ven biển và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhẹ và trời rét. Trang AccuWeather của Mỹ dự báo, trong 3 ngày đầu tuần, nhiệt độ ở Hà Nội từ 16 đến 23 độ. Từ thứ 5, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng dần, đến thứ 7 cao nhất là 25 độ. Sapa, Lào Cai, nhiệt độ trong tuần sẽ dao động từ 8 đến 18 độ. Trong 3 ngày này, miền Trung tiếp tục có mưa, từ ngày 1 tháng 11 mưa giảm, nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Tại miền Nam và Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa và buổi trưa chỉ số tia cực tím vẫn ở mức gây hại cao. Từ ngày 12 tháng 1, mưa giảm và nắng khô. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, xu thế tháng 1 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với cùng thời kỳ nhiều năm. Các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ. Trong tháng 1, không khí lạnh hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tại các tỉnh phía Nam sẽ có mưa trái mùa, nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới ở Nam Biển Đông. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.